Trà túi lọc là một loại thức uống khá phổ biến đối với nhiều người. Tuy nhiên, một số nghiên cứu của các nhà khoa học mới đây đã cho thấy có tới 96% túi lọc trà chứa nhượng polypropylene và trung bình mỗi túi thải ra hơn 11 tỷ hạt vi nhựa cùng với hơn 3 tỷ các hạt nano khác nhỏ hơn. Con số này cao gấp hàng nghìn lần so với số hạt vi nhựa được tìm thấy trong các loại đồ ăn thức uống khác. Theo nghiên cứu có nghĩa, khi uống trà túi lọc, người mê trà sẽ phải uống thêm nhựa mỗi ngày. Nghe thật nguy hiểm phải không thưa quý vị và các bạn? Tuy nhiên, quý vị cũng không nên cảm thấy quá lo lắng bởi mới đây, một nhóm bạn trẻ của trường Trung học phổ thông Gia Định thành phố Hồ Chí Minh đã lên ý tưởng và thực hiện nghiên cứu tạo ra túi lọc trà hoàn toàn sạch nhựa, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng bằng lá cây bồ đề. Đây là những chiếc lá bồ đề để làm sản phẩm túi lọc trà của nhóm bạn trẻ trường Trung học phổ thông Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về lý do chọn lá bồ đề để làm nguyên liệu sản xuất túi lọc trà, bạn Thiên Ngân, tác giả của dự án cho hay, đây là loại lá được trồng nhiều tại Việt Nam, dễ tìm mua và giá thành cũng rẻ. Cái lá bồ đề của mình thì hầu như là nó chỉ có ý nghĩa về mặt Phật giáo, về tín ngưỡng hoặc là trang trí, chứ mình chưa có cái công trình nào mà sử dụng nó để đi về chữa bệnh hay là các giải pháp về khoa học. Thì tụi em mới dùng cái lá bồ đề đó và cái ý tưởng này để kết hợp với nhau tạo ra cái công trình như vậy. Quy trình chế tạo túi lọc trà từ lá bồ đề trải qua 5 bước. Lá bồ đề tươi sau khi thu hoạch sẽ ngâm trong hỗn hợp nước và bột giặt sinh học. Sau 1 tuần, lá được ngâm mềm thì vớt ra, rồi dùng bàn chải chải sạch phần thịt lá. Lúc này, chiếc lá chỉ còn lại phần gân. Phần gân tiếp tục được rửa sạch và xới khô. Gân lá đạt tiêu chuẩn sẽ may thành túi lọc trà. Cuối cùng, các túi lọc được khảo sát độ bền kéo và đánh giá quá trình phân hủy trong đất so với túi lọc trà truyền thống. Bọn em thử nghiệm rất là nhiều lần, kiểu như là với một cái lượng dung dịch đó thì mình sẽ làm được bao nhiêu lá, rồi có thành công hay không. Và phải có một cái loại lá bồ đề phù hợp thì nó mới ra được cái gân lá đẹp như thế nữa. Dạ, và sau khi làm xong gân lá thì bọn em cũng phải nghiên cứu tiếp là làm sao để cho nó sạch đó chị, để cho nó có về cái tính thẩm mỹ nữa. Dạ, thì sau khi mà nghiên cứu xong thì bọn em mới bắt đầu tìm hiểu về các cái phương pháp để mà chứng minh rằng cho người ta thấy là cái túi lọc trà này nó hoàn toàn là nó vượt trội và nó tốt hơn cái túi lọc trà cũ, nó an toàn cho sức khỏe con người và nó bảo vệ môi trường hơn. Đối với lá cây bồ đề thì chúng ta biết là còn cái hệ gân lá của nó thì hoàn toàn là sẽ không có vi nhựa trong đó, và sau khi mà chúng ta tẩy hết các cái phần mà thịt lá, còn lại chỉ là cái khung xương của lá thôi, tức là cái phần gân lá, rồi sau đó chúng ta sẽ cho trà vào và tiến hành tạo nên cái sản phẩm, tạo hình của cái sản phẩm, và chúng ta vẫn dùng và đóng gói lại, vẫn dùng như là một cái túi lọc trà như là bình thường mà chúng ta đã áp dụng, thì nó vừa có tính thẩm mỹ mà nó vừa lại có thể áp dụng được và để hạn chế được cái vi nhựa khi đưa vào trong cơ thể của chúng ta hoặc là thải ra môi trường, thì nó rất thân thiện với môi trường. Sau những tháng ngày miệt mài thử nghiệm cùng vô số lần thất bại, đề tài tạo túi lọc trà từ hệ gân lá cây bồ đề của đôi bạn đã vượt qua 821 dự án và gần 1.000 học sinh trên 60 quốc gia tham dự để giành huy chương bạc tại cuộc thi Genius Olympiad 2022. Đây là cuộc thi về môi trường dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới, được tổ chức thường niên tại Học viện Công nghệ Rochester, New York, Hoa Kỳ.